Chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh Quyết Phú nha. Hôm nay em đi đến quán đồ cũ. Đây cái quán này quý vị thấy nó to. Quán này nó to nhất khu vực này luôn. Nó mới làm lại cách đây mấy tháng, mới khánh thành nó là một năm từ năm ngoái giờ ấy. 2022 cuối năm 2022 đầu 2023 đến tận đầu năm 2024 mới hoàn thành. Đây thì có nhiều đồ lắm, nhưng mà đây khu vực xe đạp để em quay cho quý vị xem. Bên cạnh đây là laptop, MacBook rồi gì iPad này nhớ. Đây thì vào chủ đề video hôm nay là xe đạp nha quý vị nhá. Đánh nha bộ. Toạc mặt đây rồi. Toạc mặt đây. Xe đạp thì ở đây có nhiều nha quý vị nhá. Đây xe đạp thường thì mini thường thì khá đắt. Tầm 1,5 triệu một cái này. Còn xe này dành cho những người già rồi những người mà cơ thể gọi là khiếm khuyết một chút thì người ta sẽ đi xe ba bánh như này, người già xe ba bánh. Còn nó sẽ là điện trợ lực này. Con này chắc đắt đấy, thì em vào trước em quay. Đây là mấy cái xe thể thao em quay quý vị xem trước này. Đây là có một con, đầu tiên là một con xe kiểu dạng xe đạp đua của gì đây, Lai gì đó, Lai gì đó. Thì con này giá là cái điện trước ấy, made in Taiwan. Con này là không carbon này. Đúng rồi quý vị, không carbon á. Con này thì là có cái đĩa 10 tầng. Con này một thương hiệu của Anh Quốc sản xuất tại Taiwan. Bánh lốp thì hết hơi nhưng mà còn rất là đẹp. Ra trước em quay cho quý vị xem. Đây quý vị nha. Quý vị thấy con này xe carbon là lại giá trị nó. Con này là cái bộ đề Shimano 105 này. Đấy, rất là ok, rất là chất lượng này. Cái bộ nhông xích rồi vành lốp bằng inox bằng thép carbon, hợp kim carbon này. Rất là đẹp luôn, long lanh luôn. Giá này 99 là khoảng tầm 18 triệu gì đó. Tại cửa hàng con này thì rất là nhẹ, một tay có thể nhấc được như vậy là em thấy rất là nhẹ. Có cái càng kia luôn, có thể thấy được cái càng đó, to càng đỡ giá. Đó, con này là 99 thì khoảng tầm 18 triệu gì đó. Con này tiếp tục, trên này là một em cũng khung carbon khác của thằng Gian. Gian Content. Con này là giá 77 tương đương khoảng tầm 13 triệu gì đó. Màu đỏ rất là đẹp. Con này thì cũng là một cái xe có càng và cái bằng hợp kim carbon. Siêu nhẹ. Và cái lip là 10 tầng. Con này thì rất là ok. Tiếp theo là quay sang một số cái xe nó rẻ hơn một chút. Ở đây có mũ bảo hiểm thì em quay lại quay xong. Ở phía góc đâu này thì cũng có thêm mấy cái cho quý vị tham khảo thêm. Đây là một con xe gì đây, Fel nhá. Con này thì made in Taiwan luôn, cũng là một sản phẩm bằng hợp kim carbon. Em cầm một tay trái mình nhấc nhẹ tay luôn, rất là nhẹ. Giá này thì cái đầu hơi thấp nhỉ, chắc là cái này to, cái càng chỗ này đầu này hơi thấp. Không thấy ghi giá hay là giá thì trước. Con này thì rẻ hơn một chút, con này là 5 man cả thuế, 5 man cả thuế thì tầm 9 triệu gì đó tại Nhật. Có giá để bình nước rồi. Con này thì là lip nhưng có 7 tầng. Clip có 7 tầng. Xe đua có càng. Tiếp theo là một con xe Chevrolet bên cạnh. Con này thì rất là rẻ, là thuộc xếp bằng bằng thép hợp kim. Ôi trời. Kim rất là nặng, con này sẽ tầm 13 15 cân. Độ đề là bộ đề Shimano Revosic. Con này thì có giá là 1,6 triệu 500, tương đương khoảng tầm chưa đầy 3 triệu. Có thể vào 3 triệu ở tại Nhật này. Đó, mũ bảo hiểm đi kèm, mũ này thì người ta bán rồi. Và một cái mũ này thì nó bán khoảng tầm 300. Khá là đắt.
có cái rẻ thì nó là 200, một con này là 500 nó cá đất Việt. Những cái này rẻ nhất thì cũ rồi, rất là đời Tần Thủy Hoàng chút, thành ra con này tầm 200. Tiếp theo một con khác, con này cũng là chắc là kim carbon, vì con này không phải kim carbon, con này là hợp thép và hợp kim thôi, thì nhấc lên nó nặng, hợp kim nhôm. Con này là làm bằng thép hợp kim nhôm nha quý vị nhé, và không thể là sản xuất ở đâu. Và giá của nó là 55, tầm gần 10 triệu. Con này thì có lít 9 tầng, vành 700, hệ Shimano 3x9, khá đẹp, nhưng mà nói chung cũng cũ rồi. Lau dọn đi thì chắc là vẫn đẹp, còn đủ đầy đủ hết phụ kiện này. Chắn bùn đờ bu ở Việt Nam mình gọi là đờ bu. Em quên gọi là gì, nhưng mà nó là có cái chắn bùn đó, tiếng Việt là chắn bùn, còn tiếng Pháp của nó là gì em quên mất. Có chân trống này, có không có giá điện nước, phanh nhất còn ok, lốp còn ngon ok này, giá là khoảng tầm 9 triệu. Tiếp theo là một thằng này thì một Bridgestone, thì xe đạp trợ lực có bình điện. Cái này thì giá đắt rồi, vị nhìn thấy nó là quý vị thấy là thấy nó đắt rồi đó. Con này quý vị đoán bao nhiêu? Con này 20. Có cái vành trước nó là có động cơ điện trong này, và nó dội dây sang cái bình quy dự phía sau này. Đây người ta tháo bình ra để tránh tiếp xúc hao bình. Nên còn thế nào bán này sẽ lấy ra cho mình. Xe thì còn rất là đẹp, quý vị coi video có thể thấy đẹp long lanh luôn. Thì nó 27 inch, giá thì đã giảm 1/3 so với cái lúc mua xe mới. Đấy, tiếp theo là một con gì đây, Canon đeo của thương hiệu của này thì đến từ nước nào Anh thì phải, em không rõ lắm. Con này thì hợp kim carbon quý vị ơi, con này chắc là tầm 5 cân này. Cái vành quý vị thấy vành nó như ngón tay cái đấy, vành tí, và thì chắc là tốc độ rất là cao rồi. Con này cũng 20 luôn quý vị nhé, khăn nằm đeo nhé. Con này ghi đây là liệu gì đây, đăng ký thông tin thì mất thêm khoảng tầm 100.000, nếu mà mua đăng ký thông tin cá nhân phòng chống trộm thì là mất tầm 100. Này thì nó có cái hay là nó có thêm giá điện nước này, có cái túi đựng đồ sau này, đó, chống trộm còn nguyên này. Đó, bộ đề của nó là bộ đề 7 tầng, 9 tầng, 2x9. Con này thì rất đẹp, em thấy con này rất là đẹp, nhẹ tay, một tay nhấc bổng luôn. Đấy, thì giá thì ở trên phía trên có mấy con rồi quý vị, thì em quay luôn nhé. Ở trên này có một con gì đây, Carena, con này cũng 20, con này cũng tầm 20, này là carbon đó. Con này thì nhông lít cũng bằng inox và rất là đẹp này. Thép của thép hợp kim thì phải, em phải inox thép hợp kim carbon, tất cả thép kim carbon thì phải. Cái giá này thì không phải là của xe mà là của cái cửa hàng người ta để bán. Carena quý vị, con này cũng là vành 700, xe đua hợp kim carbon, giá 20, nó cao quá nên em không nhắc thử cho nó thế nào. Đây là một con Bianchi này, con này thì cũng là một sản phẩm hợp kim carbon này, made in Taiwan luôn, hầu như các con này made in Taiwan. Con này thì có giá là khoảng tầm 11 triệu. Đấy, không có chân bùn, có giá để nước. Có cái phanh đĩa này. Sau đây là lít 7 tầng. Cái 7 tầng và có cái phía bên dưới nữa, có cái hai cái đĩa bên dưới này nữa.
trước là 2 tập khoảng 11 triệu gì đó, trên cùng là một cái sản phẩm của thằng gì đây, Container, có giá 5.500 chưa tới là khoảng tầm 10 triệu Made in China, của cái sản phẩm không xếp thương hiệu gì đây, Container phía trước, nhưng cái chỗ cái chữ to này thì em không nhìn được, có giá bình luyện nước bằng sắt, bằng thép, cái yên thì cũng bằng kiểu bằng thép ạ. Đó, con này thì thương hiệu của Giam in China, xe đua. Đó, vòng cái vành thì bằng vành Trao Giang, vành Trao Giang này là một trong những vành có thể bán rất là nhiều ở bên này, một thương hiệu tốt đến từ Trung Quốc. Thì em đang ở quán đông người nên em nói không được to lắm, quý vị thông cảm. Đấy, thì đây có mấy xe và em quay cho quý vị xem tham khảo, thì sau có dịp thì em sẽ quay tiếp nhiều hơn các cái điểm khác. Em xin chào và hẹn gặp lại trong video sau ạ.